Bích Phượng kính chào quý vị đến với bản tin Hoạt Thành Đốn hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 4 2019 gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng và phóng sự cộng đồng. Trong phần 2, phỏng vấn đặc biệt tiến sĩ Trần Văn Hải về bản báo cáo của ông Robert Mueller. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Elizabeth Warren và Beto O'Rourke đang lên một lịch trình đầy tham vọng để quảng bá cho chính mình. Cory Booker và Kirsten Gillibrand đã tổ chức vài chục sự kiện hầu hết tại các tiểu bang bỏ phiếu sớm. Không có gì chắc chắn rằng ứng viên tổ chức nhiều sự kiện nhất sẽ trở thành ứng viên có nhiều phiếu bầu nhất. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ cho biết sự sôi nổi và nhiệt tình báo hiệu một điềm lành. Jim Messina, người đảm trách chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Barack Obama cho biết những điều này rất tốt cho Đảng Dân Chủ. Messina nói, kinh nghiệm vào năm 2008 và 2016 cho thấy sự sôi nổi trong bầu cử sơ bộ là một yếu tố quan trọng trong tổng bầu cử Hoa Kỳ, vì những người tham gia ủng hộ có thể là những người quyên góp tiền và giúp quảng bá hình ảnh ứng viên trên mạng xã hội của họ. Mặc dù các số liệu không thể dự đoán được sự thành công trong tương lai, nhưng quý đầu tiên đã kết thúc với các sự kiện sôi nổi. Theo ước tính, trong chiến dịch đầu tiên, Warren đã trả lời hơn 200 câu hỏi của cử tri và O'Rourke đã đáp lại 350 câu hỏi. Thỏa thuận Brexit ngày càng bế tắc. Trưởng đoàn đàm phán phía EU, ông Michel Barnier cho biết, Nghị viện Anh lại bác bỏ các biện pháp thay thế trong Brexit, Anh có thể sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận. Chúng ta vẫn có thể hy vọng tránh được điều này nếu các nhà lãnh đạo tại London dàn xếp được thỏa thuận trước ngày 10 tháng 4. Việc rời khỏi EU mà không có thỏa thuận sẽ dẫn đến hàng loạt những ảnh hưởng về thương mại, du lịch, kiểm tra an ninh biên giới và nhiều quy định mới về giao dịch giữa Anh với 27 quốc gia EU còn lại. EU đã đàm phán một đoạn chuyển tiếp với Thủ tướng Anh Theresa May trong một thỏa thuận dài 585 trang đã bị Nghị viện bác bỏ. Barnier khẳng định EU sẽ không đàm phán lại thỏa thuận. Chỉ còn 11 ngày nữa là đến hạn Anh phải đưa ra kế hoạch mới hoặc rời khỏi EU mà không có thỏa thuận. Viện Ngân cử đã đưa ra 4 lựa chọn để thay thế cho thỏa thuận Brexit, nhưng đều bị từ chối. Vụ án Kim Jong-nam có thể sẽ không bao giờ được giải quyết. Cuộc ám sát nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong-un, được dàn dựng tại một phi trường ở Malaysia dưới sự ghi hình của nhiều camera an ninh, giờ đây có thể sẽ không bao giờ được giải quyết. Những kẻ chủ mưu giết người sẽ chẳng bao giờ bị đưa ra công lý. Các trạng giết người đã chống lại một người phụ nữ người Indonesia và đồng phạm Đoàn Thị Hương, một người phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ Indonesia đã được trả tự do vào tháng trước, và bà Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do vào đầu tháng tới sau khi nhận tội sử dụng vũ khí giết người gây thương tích. Việc nhận tội của bà Đoàn Thị Hương hôm thứ Hai đã kết thúc 2 năm tố tụng, nhưng những điều bí ẩn vẫn không được làm sáng tỏa. Và tiếp theo, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự Hợp mặt xuân của Hội Thân hữu Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa do Bích Phượng và Đào Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Hội Thân hữu Cựu Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thành Đốn và phụ cận đã có một buổi tiệc thân niên 2019 vào ngày Chủ nhật 31 tháng 3 tại thành phố Fortress, Virginia. Một ngày gió và lạnh của tuần thứ hai mùa xuân tại vùng Hoa Thành Đốn, Chủ nhật 31 tháng 3, hoa anh đào cùng với nhiều loại hoa đang chớm nở khoe màu khoe sắc, và đêm dạ tiệc dạ vũ mùa xuân của 2019 do Hội Thân hữu của Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thành Đốn và phụ cận đã được tổ chức theo truyền thống hơn 40 năm qua, và có hơn
300 quý thân hữu, quý hội đoàn và gia đình, Hội Thân hữu Cục Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã gặp gỡ hàn huyên tâm sự, cùng nhau ủng cố tri tân sau một mùa đông lạnh giá tại nhà hàng Harvest Moon thành phố Fortress, Virginia. Đêm dạ tiệc dạ vũ năm nay, theo lời của ông Hội trưởng Hồ Văn Tâm, Hội Thân hữu Cục Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Bùng Hoạch Tình Đốn đã đặt niềm tin vào thế hệ thứ hai, hậu duệ, mong mỏi và khuyến khích con em sẽ tiếp nối ước nguyện, không hòa hợp hòa giải với Cộng sản, tiếp tay với đồng bào trong nước đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền. Người cảnh sát quốc gia với phương châm là bảo quốc an dân, chương trình văn nghệ đã giữ chân mọi người đến 11 giờ đêm. Sau đây là lời chia sẻ của ông Hội trưởng. Tiệc năm nay chúng tôi vẫn tổ chức theo cái tiệc tân niên hàng năm. Mục đích là để cho anh em trong gia đình để ôn cố tri tân sau những ngày đông lạnh giá. Tiệc hôm nay là chúng tôi mục đích gây quỹ là để cho hai cái dịp là picnic và Thanksgiving là hồi chúng tôi là free để cho các thân hữu đến để mà gặp mặt nhau. Đó là chủ đích của hồi chúng tôi. Tôi là trong hồi cảnh sát toàn nước Mỹ. Tôi là cố vấn của Tổng hội Cảnh sát Quốc gia và trụ sở là ở tại California. Tôi đã có dịp, mặc dù tuổi đã lớn, đi đây đi đó để gặp mặt anh em tại những hội địa phương như ở Florida, ở Cali, ở đây. Những gia đình của anh em của chúng tôi đến đây để mà trong cái chương trình HO từ 1990 thì bây giờ tất cả những hậu duệ đó đều đã lớn lên và rất là thành công về công việc và đời sống ở trên đất Mỹ. Thì ngày hôm nay thì thưa với cô là chúng tôi cũng đương muốn đào tạo cái số các cháu hậu duệ của chúng tôi để tiếp nối cái chương trình của chúng tôi, duy trì được những cái gì mà chúng tôi đã làm ra. Do đó thì bây giờ anh em trong ban chấp hành chúng tôi đều là đi vào con đường luống tuổi rồi. Do đó mà chúng tôi phải cố gắng đào tạo hậu duệ của chúng tôi. Về cái chương trình văn nghệ hôm nay thì sẽ gồm có hai phần. Phần đầu là văn nghệ của các ca sĩ ở đây. Và những ca sĩ này đã được rất nhiều mến mộ của đồng bào ở đây. Thí dụ như ca sĩ Diêm Hương, ca sĩ Thiên Hương, ca sĩ Thiên Nga. Và một màn đặc biệt nữa là có những ca sĩ hậu duệ của ngành cảnh sát quốc gia ở đây. Ban nhạc thì cũng kết hợp giữa ban nhạc của địa phương cũng như là ban nhạc của hậu duệ. Thành ra rất là may mắn chúng tôi được giữ lại được cái nề nếp của cái nhóm hậu duệ cảnh sát quốc gia tại địa phương này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự Hội Thân hữu Cục Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Fortress, Virginia. Xin hẹn gặp lại vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Bích Phượng sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SBTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703-531-1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703-992-8128, nhà hàng Nha Trang, điện thoại số 703-534-1657, Nova Pharmacy, điện thoại số 703-538-5555, Kim Phụng Bakery, điện thoại số 703-534-4525, Brother Auto Services, điện thoại số 703-204-1233, Thanh Sơn Thôn Phu, điện thoại số 703-534-1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, điện thoại số 703-339-9852, Bánh Mì Ba Lẹ, điện thoại số 703-876-9062, Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation, điện thoại số 703-237-5404,
Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001, Nam Anh 202-999-6075, Minh Thúy 703-485-6392.